Xin chào tất cả anh em, tôi là Toàn, Toàn Ma 60. Hôm nay thì Toàn vừa chế tác xong chiếc vòng tay cho anh Truyền ở Bình Phước. Chiếc vòng tay song long trân châu, theo yêu cầu của anh Tuyền thì Toàn lắp đá màu vàng ở giữa. Đấy. Đá cắt vát cạnh, lấp lánh luôn, rất lấp lánh luôn. Còn ở miệng con rồng thì Toàn chế hai viên đá màu đen trong điện. Chúng ta cùng xem một vòng quanh chiếc nắp tay. Phải rồng rất là sắc sảo, đầu rồng rất là sắc nét luôn. Đây, chiếc đầu rồng được chế hai khóa hai bên, bật hai bên, chính giữa là một cái chốt, chốt để thêm phần chắc chắn. Khi đeo trên tay thì bấm hai chốt vào là được. Ok. Vì chiếc vòng toàn làm hình hơi oval một chút nên đeo trên tay sẽ không bị xoay tròn. Mở ra thì chúng ta chỉ cần bấm hai bên thôi. Nếu anh em nào quan tâm tới mẫu vòng tay song long trân châu này, ngoài ra thì ngoài trên đá màu màu vàng ra, màu vàng ở giữa ra thì toàn còn đá màu đỏ và màu đen để anh em lựa chọn phù hợp với các mệnh. Nếu anh em nào thấy sản phẩm đẹp thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để toàn có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều sản phẩm mới. Và còn muốn quan tâm đến sản phẩm thì inbox cho Toàn qua số Zalo 0962 884 336. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào. Bye bye anh em.